Sao anh bây giờ sao cứ quay quay đây sao? Anh bây giờ cứ quay quay đây đúng không? Không phải xe anh cảnh cứ quay quay đây đúng không? Anh không phải người điều khiển ở đây. Giờ tôi nói tôi lên xe này được không? Không được. Chắc chắn không? Anh không phải người điều khiển. Chắc chắn không? Chắc chắn không? Bây giờ anh có phải người điều khiển đâu? Tôi là người điều khiển. Tôi là người điều khiển. Anh từ từ. Bây giờ không? Em nói anh đang rí nhưng mà đang có được. Muốn giải cứu với nhau mà anh rí nhưng đang có được. Muốn giải cái gì? Để gì em cần gì phải giải với anh có phải người điều khiển đâu? Ôi. Ê, đây nè, đây nè. Anh muốn làm gì? Chắc chắn xe này không phải xe tôi không? Hiện tại nhá. Ông dám cam đoan xe này không phải xe tôi không? Anh không được quyền. Anh điều khiển này. Đâu? Tôi không biết. Các ông bây giờ né ra tôi đi. Anh này được. Bây giờ là các ông muốn muốn chửi tôi đúng không? Có thông tin gì hết? Không có một thông tin gì hết đó. Các ông giờ đứng chửi đây đúng không? Ai? Từ bình thường ấy, anh thích quay thì quay thôi nhá. Xuất trình cái gì? Anh lại nói đi. Đứng chặn không? Đứng chặn không?